Hello, chào mừng mọi người quay trở lại với channel của mình. Nhìn cái mặt vừa mới ngủ dậy trông ghê nhỉ. Mình chuẩn bị ra sân bay rồi, vừa mới ăn sáng xong và bây giờ đang chuẩn bị lại đồ đạc. Mọi người ở ngoài kia, mình có thể nhìn thấy rõ được cái đường bay luôn cho mọi người xem nhé. Đó, đường bay, sân bay ở kia. Ok, chuẩn bị về Việt Nam với mình thôi. Đi chơi. Cho anh nha. Ơi ơi. Có quên mũ máu gì không anh? Có quên mũ máu gì không anh? Cầm chìa chưa? Cái gì đây là khách sạn gì anh? Giờ tới cổng là đã phải lấy passport ra đâu. Không sao đâu. Bắt khách như anh ở về nha. Tất cả chỗ này là về Việt Nam luôn. Vừa mới xuống tới cảng hàng không Vân Đồn. Không biết mọi người có nghe thấy tiếng mình nói không? Bây giờ lại còn phải đứng khai lại tờ khai y tế. Bởi vì ban đầu đại sứ quán báo là về Nội Bài, mình khai Nội Bài, xong bây giờ về Vân Đồn, thế là lại phải đứng khai lại. Mọi người nhìn cái hàng này, thấy không? Trời ơi, không biết tới bao giờ mới xong. Khởi đầu của 2 tuần cách ly tập trung. Chị em mình rồi tới tầm 7-9 giờ rồi đã ngủ xem. Vâng. Cứu trợ chăn gối. Phòng mình là phải đầy nhất. Bưởi. Thế này chuối này to thế. Tôi nghĩ là này đây, táo, cam. Ui, 2 nải chuối cơ, trời ơi. Ăn thế này thì cái gì chưa? Hỏng thì nước. Ăn trước. Bưởi này để được lâu thì ăn sau. Vâng.
Vẫn đẹp. Đây là niềm vui của những con người thiên vật. Trông mặt mũi rất hạnh phúc. Bóp cái trứng ra. Bóp ra hả? Em tưởng là để nguyên cái trứng. Để nguyên là thì nó sẽ không giống một cái bánh tráng. Đấy, mà mình sẽ ăn thì sẽ phải tắm nó ra. Vãi, rất chuyên nghiệp. Dưới kia là bánh su kem. Đây, đây là tất cả đồ để trộn bánh tráng các thứ. Bao nhiêu lâu rồi thèm ăn bánh tráng? Từ hồi sang bên kia. Xong còn có cả nem gì nhỉ? Nem nấm ở kia. Cứu trợ. Đây là các bạn đang làm thủ tục check in để lấy cái ống xét nghiệm có tên của mình. Bây giờ là mọi người đang làm xét nghiệm kìa. Nhét một cái que rất sâu vào mũi xong xoay 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 xoay. Ôi, mình không biết là có thể nhét được vào mồm đấy. Eo ôi, nó gạt ghê quá. Lần đầu tiên là nhìn thấy mặt các chị. Chàng anh kia, chàng anh kia. Em đây ạ, em cảm ơn chị ạ. Vâng. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Ngày cuối cùng đi về. Đồ à. Bố xách vali đi trước rồi. Bố ở kia. Đâu? Đâu rồi? Ở kia xanh xanh. Tới đây là kết thúc video nhật ký hành trình của mình từ UK về Việt Nam rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem đến hết video này của mình. Và hẹn gặp lại mọi người những video sau nha. Bye!